Từng có 2 năm làm giáo viên, chị Trâm được đam mê thôi thúc để chuyển hẳn sang kinh doanh các mặt hàng liên quan đến trà sữa. Khi dịch bệnh căng thẳng, chị chuyển đổi phần lớn việc kinh doanh lên sàn thương mại điện tử. Doanh số tháng đầu đã lên tới hàng trăm triệu đồng. Nhận thấy cơ hội, chị quyết định dồn lực đầu tư cho kênh trực tuyến, lập gian hàng chính hãng để đón đầu sức tăng trưởng. Online có một tập khách hàng cũng khá lớn. Thời điểm dịch hiện tại thì cái kinh doanh truyền thống hiện tại vẫn còn có khả năng bị gián đoạn. Nên mình nghĩ là tiếp tới mình sẽ đầu tư mạnh vào mảng kinh doanh online nhiều hơn. Tham gia thương mại điện tử từ năm 2015, anh Khánh cho biết điều này đã giúp việc kinh doanh vẫn tăng trưởng 20-30% mỗi tháng, ngay cả trong thời điểm giãn cách xã hội nghiêm ngặt nhất. Với anh, kinh doanh trực tuyến phải liên tục đầu tư, học hỏi. Ngay thời điểm này, anh đã lên kế hoạch mở thêm kho bãi. Thương mại điện tử thực ra rất là cạnh tranh. Có hai cái việc mà nhà bán hàng cần phải chuẩn bị. Thứ nhất là nâng cao được chất lượng sản phẩm và cái kinh nghiệm bán hàng. Cái thứ hai là thời điểm này là thương mại điện tử đang rất mạnh về cái việc là giao hàng nhanh. Thì nhà bán hàng cần đầu tư được cái việc kho bãi để làm sao mà hàng hóa được giao đến tay khách hàng nhanh nhất. Sàn thương mại điện tử Lazada cho biết đã có hàng trăm nghìn nhà bán hàng tại Việt Nam chuyển đổi lên sàn khi dịch bệnh xảy ra. Riêng trong quý 2 năm nay, số lượng nhà bán trên sàn tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng đòi hỏi doanh nghiệp thương mại điện tử tổ chức đa dạng hơn hình thức đào tạo cho cộng đồng này. Chúng tôi đã đồng hành cùng hàng trăm ngàn doanh nhân công nghệ đến từ các thương hiệu hoặc là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hiện nay thì các mặt hàng tươi sống và thậm chí là mặt hàng nông sản cũng bán rất tốt trên thương mại điện tử. Điều đó đã tạo điều kiện cho tiểu thương và doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể chuyển đổi số lên sàn một cách hiệu quả hơn. Lazada mong muốn khởi xướng một ý tưởng về ngày tôn vinh tất cả những doanh nhân công nghệ, tất cả những nhà bán hàng để chúng tôi có thể ghi nhận được những nỗ lực, những đóng góp của các bạn vào sự phát triển của nền kinh tế. Trải qua đợt bùng phát dịch thứ tư, GDP quý 3 năm nay của Việt Nam sụt giảm mạnh ở mức chưa từng có. Nền kinh tế chưa thể phục hồi ngay cũng sẽ tạo ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh trực tuyến, đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc, bài bản và có chiến lược rõ ràng mới có thể kinh doanh hiệu quả.